mọi người, rất mừng mọi người đã quay trở lại với Cú Bóng. Và nếu như bạn mới xem video của Bóng lần đầu tiên á thì chào mừng bạn, đừng quên subscribe liền bây giờ luôn nha, để trở thành một thành viên trong gia đình Luni. Và giống như Bóng đã chia sẻ video tuần trước thì hôm nay Bóng sẽ chia sẻ với mọi người những cái mà các bạn nên pack và cần pack trước khi mà các bạn qua Mỹ để đi du học, đặc biệt là với các bạn mới đi lần đầu tiên đó nha. Bóng hy vọng là video này sẽ giống như một quyển cẩm nang để mà các bạn có thể xem và có thật nhiều thông tin bổ ích từ nó. Rồi bây giờ thì tụi mình cùng vào video liền luôn nha. Với personal item thì không có gì tiện bằng mang một cái ba lô, và đây là ba lô Bóng lựa chọn tại vì nó có rất là nhiều ngăn cho nên là đựng được nhiều thứ. Và tất nhiên thứ đầu tiên trong checklist của tụi mình chính là hộ chiếu và I-20. Và ở đây Bóng có một tip rất là hay, đó là các bạn nhớ chụp hình lại tất cả các giấy tờ này. Với passport thì chụp cả tờ đầu tiên lẫn tờ visa, trong trường hợp là tụi mình bị mất giấy tờ này kia thì có cái bản này sẽ tiện hơn rất là nhiều. Kế đến là điện thoại, nhưng mà trong này phải có thông tin chuyến bay, số điện thoại của trường cũng như là địa chỉ mà bạn sẽ ở khi mà bạn đến Mỹ. Tiếp theo là ví tiền, và nhớ là không mang quá 10.000 đô nha mọi người. Trong này thì các bạn có thể để cả tiền chặn lẫn tiền lẻ. Tiền lẻ để trong trường hợp mà các bạn cần phải mua gì đó trong mấy ngày mới tới á, thì nó sẽ tiện hơn. Tiếp theo là mang theo bất kỳ đồ điện tử nào mà bạn muốn, ví dụ như là laptop hoặc là iPad, và nhớ mang theo đồ sạc nha mọi người. Đồng thời thì cũng vì tụi mình phải di chuyển nhiều cho nên là nhớ mang theo cái bao đựng ở ngoài để nó không có bị va đập khi mà di chuyển. Ngoài ra thì cũng cực kỳ quan trọng, đó là không được quên đồ sạc điện thoại cũng như là tay phone. Và lưu ý với mọi người, đây chính là loại ổ điện người ta dùng ở Mỹ, cho nên nếu mà các bạn không có loại chui sạc như thế này á thì có lẽ là lúc qua Mỹ phải mua đồ adapter để mà gắn vô. Tiếp theo là một món tối quan trọng, đó là cây bút. Các bạn cần phải có bút để mà điền vào cái tờ khai hải quan, với lại nói chung là trong trường hợp mà các bạn cần gì đó thì có bút rất là tiện. Sau đây là những cái liên quan đến vệ sinh cá nhân cũng như là sức khỏe. Thứ nhất đó chính là thuốc, không thể không thiếu được thì Bóng thường mang thuốc nhức đầu hoặc là đau bụng hoặc là dị ứng trong trường hợp là tụi mình bị những cái vấn đề này. Nhất là bị nhức đầu thì có thuốc rất là đỡ luôn. Rồi băng keo cá nhân, tại vì Bóng thì rất là hay bị té, cho nên là trong trường hợp bị té chảy xước này kia thì có băng keo sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì Bóng cũng mang theo một cái túi này, thì trong đây gồm có kem đánh răng. Kem đánh răng phải là loại dưới 100ml, và cái này thì Bóng lấy ở khách sạn. Tiếp đến là mặt nạ để đắp cho máy bay, như Bóng chia sẻ trong video tuần trước. Rồi thêm một món backup tối thượng của con gái, ở đâu cũng cần, làm gì cũng phải cần, đó chính là một cây son. Đặc biệt là nếu mà các bạn muốn chụp hình selfie ở sân bay thì rất là cần thiết luôn. Tiếp theo đó là với riêng Bóng thì Bóng thường phải mang theo underwear để mà thay. Sau đây là một tip đỉnh cao mà các bạn thường không biết, đó chính là các bạn nhớ mang theo một bình nước không để mà ứng nước trong sân bay. Tại vì sau khi mà qua hải quan rồi thì nước trong sân bay rất là mắc, và các bạn có thể sẽ tiết kiệm được khoảng 3 đô đó mọi người. List of personal item của tụi mình hơi dài rồi ha, nhưng mà thứ với mọi người đây là món đồ cuối cùng, và đó chính là một cái gối cổ. Nhưng mà nhớ là phải có cái nút ở giữa để mà các bạn có thể gắn ở trên vali hoặc là có thể đeo trên cổ của mình mà đi, không có cần phải giữ tay vịn nó, rất là tiện. Và nhớ lựa loại nào mà thiệt là mềm nha, thiệt là êm. Giờ tới vali carry on. Vali này của Bóng là của Sensonite, và khi mà các bạn chọn mua vali á, thì nhớ mua loại có thể xoay 360 độ như thế này nha. Trong carry on thì trước hết bạn phải có một vài bộ đồ, giống như là khoảng 3 cái áo thun với 1-2 cái quần. Tại vì trong trường hợp mà hành lý ký gửi của tụi mình bị thất lạc, không có đến kịp trong ngày hôm sau hoặc là hôm sau nữa thì tụi mình vẫn có đồ để mà mặc. Cùng với đó là một cái hoodie hoặc là một cái áo khoác trong trường hợp là các bạn sợ bị lạnh trên máy bay hoặc là trong sân bay. Kế đến là tất cả các loại giấy tờ hồ sơ khác liên quan đến chuyến đi Mỹ này, giống như là trường học hay là chỗ ở, đảm bảo khi mà để ra thì sẽ không có sợ bị mất. Tại vì limit của carry on là 7kg thôi cho nên Bóng cũng không có để nhiều, và ở bên này thì Bóng để túi make up của Bóng và một đôi giày, và tất nhiên là Bóng không có mang theo chất lỏng nào mà quá 100ml hết. Carry on, vậy là xong. Giới thiệu với mọi người, đây là hai hành lý ký gửi của Bóng. Và nhớ là với mỗi vali thì cũng chỉ đựng 23kg thôi nha mọi người. Và Bóng cũng sử dụng cái loại mà có thể xoay 360 độ được, giống như vali carry-on của mình. Trong này đầu tiên là Bóng pack t-shirts 5 cái. Có lẽ các bạn sẽ nghe Bóng nhắc đi nhắc lại cái này khá là nhiều lần, nhưng mà thật sự là mua đồ ở Mỹ rất là rẻ, đặc biệt là đợt sale quá, cho nên là mọi người có thể đợi qua Mỹ để mà mua sắm nhiều hơn nha. Quần shorts 3 cái. Áo sơ mi
3 cái. Trong mấy ngày đầu tiên thì có thể các bạn sẽ gặp advisor và tham gia orientation, cho nên là mặc đồ nhìn nghiêm túc một xíu thì sẽ tốt hơn. Quần jeans dài 4 cái. Áo lạnh 1 cái. Đây là loại áo lạnh mà các bạn có thể mặc vào mùa thu và đầu mùa đông. Và nhớ như lúc nãy Bóng có nói thì qua đây sẽ có đồ rất là nhiều, đặc biệt là đồ ấm, cho nên là đợi qua đây để mà mua nha mọi người. Áo lạnh dày 1 cái. Nếu các bạn vẫn không yên tâm thì có thể trang bị thêm một cái áo lạnh dày nữa. Thì cái áo này các bạn có thể mua ở chợ Nga ở Sài Gòn. Áo này thì Bóng mua ở H&M, cho nên nếu mà các bạn đi H&M ở Việt Nam mà thấy á, thì cũng có thể mua cái loại này rất là ấm. Tiếp theo là áo dài. Nếu mà các bạn nam muốn mang theo trang phục dân tộc nào khác á, thì có thể mang, nhưng mà dạ, với các bạn nữ thì nhớ mang theo áo dài. Tại vì ở trường thì có thể sẽ tổ chức các ngày hội liên quan tới văn hóa, và nếu mà mình mang áo dài tới thì sẽ rất là dễ thương. Giờ đến giày dép nha, tụi mình còn 3 đôi, một đôi giày thể thao, một đôi giày sandal và một đôi dép. Mọi người đừng quên là tụi mình mang một đôi giày khi mà tụi mình lên máy bay, cộng với đôi giày thể thao trong carry on thì thêm một đôi giày thể thao nữa là 3 đôi, rồi thêm đôi giày sandal tại vì sẽ rất là tiện, và nhất là đôi dép nữa. Tiếp theo là mang thêm một ít quà để tặng, thì các bạn có thể mang theo cà phê, tại vì cà phê Việt Nam rất là ngon. Và những cái thiệp như thế này thì mang rất là gọn, rất là nhẹ, nhưng mà ở bên này thì người ta rất là thích những cái mà làm thủ công như vậy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tặng trà nữa. À quên, với lại nếu các bạn muốn uống thì cũng có thể mang theo để uống. Giờ đến gia vị và tương các loại nha, thì Bóng phải có tương ớt Colimex, tại vì tương ớt ở bên Mỹ không có ngon mà tương ớt của mình. Bóng mang cái chai size mini nhìn dễ thương lắm. Rồi bây giờ là xì dầu của Maggi, tại vì again ở bên Mỹ xì dầu rất là dở. Thiệt ra thì loại xì dầu này bên này cũng có bán, nhưng mà nó sẽ mắc hơn và sẽ khó tìm hơn nếu mà bạn ở nơi ít có người Việt. Giờ đến muối tôm để chấm trái cây và làm bánh tráng trộn. Nếu ai thích ăn thịt kho trứng với Bóng thì nhớ mua màu ở siêu thị để mà mang qua nha mọi người. Và món cuối cùng trong danh mục này Bóng mang theo đó chính là tép sấy, để mà qua ăn với cơm hoặc là với bánh tráng trộn. Vậy là xong các loại gia vị. Bóng thì không có mang theo nước mắm, tại vì không biết sao mà cảm giác không có yên tâm, cho nên là thôi tốt nhất là không có mang theo, mất con bị bể nữa. Giờ là đến các loại mì và lương thực. Ở đây thì Bóng có một bịch nuôi gạo thôi, nhưng mọi người thử tưởng tượng xung quanh là có thêm mì ly với mì gói các thứ nha. Cái đường Bóng ăn hết trơn rồi. Giờ là đến snacks các loại. Và thiệt sự là lần này qua là Bóng mang hết một nửa vali là đồ ăn vặt rồi. Ở đây thì Bóng có bánh gạo nè, cốm sữa, rồi bánh oishi, rồi các thứ. Thiệt sự là qua đây rất là thèm đồ snack ở Việt Nam, cho nên là phải mang theo hết. Mọi người thử tưởng tượng những đêm mùa đông lạnh giá, nhớ nhà nhưng mà phải thức khuya học bài một mình, thì không có gì làm mình hạnh phúc bằng ăn những cái món ăn vặt yêu thích hết. Các bạn cũng đừng quên trang bị cho mình một số ít đồ dùng học tập nha, mua bút viết ở Việt Nam tại vì rẻ hơn, và một hai quyển sổ. Ở bên này thì vợ học khác ở Việt Nam cho nên đợi qua đây để mà mua nha. Sau đây là những cái rất quan trọng này mọi người, đây là những cái không nên hoặc là không được mang theo. Vậy là vừa rồi thì tụi mình đã tìm hiểu được tất cả những cái mà các bạn cần phải pack khi mà các bạn đi Mỹ, đặc biệt là mới đi Mỹ lần đầu tiên để đi du học. Và như Bóng đã chia sẻ đầu video thì Bóng hy vọng là video này đã giúp ích được cho tất cả các bạn. Và nếu mà các bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào thì đừng quên comment xuống bên dưới cho Bóng biết, Bóng sẽ trả lời hết cho tất cả mọi người. Cũng như subscribe vào kênh của Bóng Bay luôn và like video này nha. Đồng thời thì các bạn cũng có thể follow Bóng trên Facebook và Instagram với địa chỉ là The Good và luôn ở ngay đây, để mà các bạn có thể theo dõi hơn về cuộc sống của Bóng, cũng như là trong trường hợp mà các bạn có bất kỳ thêm câu hỏi nào nữa thì cũng có thể hỏi Bóng ở trên đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp mọi người vào video lần sau. Bye bye.